Và để tiếp tục thì sau đây Lê Tuấn tiếp tục mời anh em viết chiếc David Crown 995. Và hôm nay thì thứ năm, Lê Tuấn dẫn anh em ở Tây Ninh vượt hàng trăm cây số lên tại Bình Long, tức là Tân Hưng, Bình Long để xem chiếc David Crown. Và lúc này xe đang nổ máy, anh em đang xem. Thì chiếc David này Lê Tuấn đã lên sóng 3 lần và được chủ nhà chào giá là cái giá 125 triệu. Và sau bớt xuống còn 115. Và hôm nay các bác nhá, là khách đến để thử và xem để có đưa được em này về làm việc hay không. Thì chúng ta cùng xem anh em xem xét. Chiếc xe này thì có một cái mọt rất xịn sò các bác nhá, mọt ti đôi. Đấy, bánh hai vỏ sau hai cặp rất gì là ok, nói chung là rất mới ngon. Ti hai tầng, đặc biệt là có thắng hơi lắc kê đầy đủ các bác nhá. Đấy, nếu như mọt này bây giờ đã nằm vào tầm cỡ 65 triệu đến 70 65 triệu. Đấy, cho 60 triệu thì cái đầu David này bao nhiêu các bác đánh giá bây giờ luôn. Đầu David quần rin nha, chưa bung. Đấy, thậm chí cũng chưa đổ hơi, nhưng mà chỉ kém mỗi một cặp vỏ. Đấy. Bây giờ cả nhà cùng Lê Tuấn đó xem xét cùng với phái đoàn Tây Ninh để mua xem xe và thử xe trong ngày hôm nay. Đấy, đang thử tay lái cho mình. Tức là chủ xe bán được chiếc xe David này thì nhờ Lê Tuấn tìm một chiếc xe Ford 3000 các bác nhé, và một cái mod. Nói chung có cái video mà Lê Tuấn lên thì tất cả nhà chúng ta cũng như anh em yêu thích máy cày về, và thứ cũng cảm ơn những người đang thích David các bác nha. Trong kênh của Lê Tuấn có 3 chiếc David, 6 chiếc bán 2 cái các bác nha, còn 4 cái David nữa. Một chút nữa Lê Tuấn qua bên kia sẽ quay tiếp một cái David nữa để lên sóng bán cho chủ nhà. Đấy. Thắng hơi rất ngoan lành, thắng hơi rất đầy đủ. Kém mới cặp bò ở đâu ra làm đi. Hết cô ra
đảm bảo cái độ ổn nhé. Cái nào ta? À không, là đồ bánh lụng. Chín năm triệu bánh lâu, cái đó là các bạn nghe được một xíu. Cái đó chín năm triệu bánh lâu rồi, bánh lụng. Đúng rồi, giờ mình bớt cái ít, rồi thêm vào. Bây giờ riêng cặp bò, hai cặp bò sau rất ngon nha. Cặp ti ngon, xiên xì rất tuyệt vời. Và câu, xị sọ. Rất tốt kì, bánh ạ. Đây, hát bên rồi, hát bên. Rồi hai bên, ok xong. Rồi các bác nhá, tất cả toàn bộ bằng vỉ sắt các bác. Thứ hai nữa là vỏ các bạn. Vỏ 3m6, rộng 2m2, cao 1m5, lắc kê thắng hơi đầy đủ. Alo. Vâng ạ.